Một lần nữa kính thưa toàn thầy và cô các bác và các chị em đã có mặt trong buổi tăng lễ hôm nay. Trong giờ phút này em cháu cũng sẽ được chính thức vào làm lễ đồng quan. Và hôm nay em cháu sẽ đến đây dở ra một lớp tuồng, đó là làng quê vắng bóng mẹ và nghệ thuật quýnh bóng hoàng trừ tà ma sắp vị phò linh cụ tán an nơi bằng mộ. Và hôm nay gia diện như sau: em Nguyễn Sơn trong gia tức ấp Trung Thành bấy lâu nay chiêu binh mại dọ nay trở về đây thì mẹ mình không còn nữa và tức ấp Trung Thành sơ sự ra sao. Và hôm nay tức ấp Trung Thành còn có tam đệ, nhị đệ, tứ đệ và ngũ đệ và bốn đệ này võ công rất cao cường và mạnh dạng. Như bà con có bác và các anh chị em nghe nói tới hắc đạo Bình Bồng là chúa động của ma hoàng và loài yêu nghiệt này nó chuyên gian thịt người và uống máu người xương cái lúc thành núi. Và em cháu có tiêu diệt được chúa động ma hoàng và hắc đạo Bình Bồng để bồi linh cụ của mẹ mình về nơi an nghỉ hay không? Thì em cháu xin mời bà con có bác và các anh chị em xem qua chương trình của chúng em xin mạng phép được bắt đầu. Lấy hối tất cả bà
gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin ác thị ác chẳng say. Lão bà đã tối hạ quy tiên, còn có quan tài với ông đầu xanh của mình bào giữ chặt. Này lời yêu gì, nãy chứ nhiều dường chứ quay không lo tu liền. Tại sao nay đang chẳng gian phá lối, họ tên là gì? Hãy bấm nó ngồi này cho ta được có là nhà hương dân tâm của ta được. Thì chẳng hương dân tâm của ta ơi, này lời kia miệt, nay chú bay đứng cơ dựng, dẫn tay lên mà nghe đây. Nay đồng tiền thì có chữ, cây có thì có tên. Ấy là mai anh em ta đang giữa núi băng rừng. Nay trở về đây, người đời gọi ta là Hoàng Sơn Danh Đại. Nay là tướng quốc Trương Hoàng đó. Muốn đi từ đây đi chưa lạc gì à? Muốn đi. Đêm đêm ta nghe thầy kêu gọi, nên anh em ta quay gót trở về đây để được bổ hoa tài của cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng đó. Còn mọi người ấy thì sao? Này các đệ hãy giữ lại tên nè. Hãy đại ca xâm nhập vào trong bắt được chúa động cung mà. Gia đời yêu nghiệp, chúng ta hòa linh cũ và lên đường thượng lỗ đó nghe chưa? Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.